Một thông tin vui đến từ Argentina đó là chính phủ Argentina đã vừa thông báo giảm thuế nhập khẩu đối với gần 90 mặt hàng và nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, bao gồm xe máy, lốp xe, máy móc, thiết bị máy, cà phê, nhựa và sợi tổng hợp dùng trong ngành dệt may. Và thông báo nêu cụ thể, thuế nhập khẩu đối với mặt hàng lốp xe hơi giảm từ 36% xuống 16% và thuế nhập khẩu xe máy sẽ giảm 15% từ mức 35% xuống còn 20%. Cục Thương mại Argentina thì cũng lý giải hai loại hàng hóa này đều nằm trong danh sách các sản phẩm có thuế nhập khẩu cao hơn mức quy định của khối thị trường chung Nam Mỹ được các chính phủ trước đây đưa ra. Cũng với chủ trương này thì Argentina đã cho phép 38 thiết bị máy trong danh mục hàng hóa có thời hạn sử dụng lâu bền được hưởng mức thuế quan nhập khẩu ưu đãi, trong đó có lò công nghiệp, nồi hơi và động cơ. 30 sản phẩm khác có mức thuế từ 25% đến 35% như là thiết bị điện tử, gia dụng nhỏ, cà phê, kem chống nắng và bình ga sẽ được hưởng mức thuế từ 9% đến 30%.